Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải yêu quý. Trong thời gian dịch bệnh, cô trò trường chúng ta chưa thể gặp nhau trực tiếp được. Hôm nay, cô sẽ kết nối các em qua bài hát Trần Quang Khải của nhạc sĩ Tâm Thơ. Bài hát mang tên trường mà cô trò chúng ta đã, đang và sẽ gắn bó với nhau hướng tới bến bờ mơ ước. Bài hát nói lên một danh nhân lẫy lừng, một thái sư đã góp phần to lớn trong chiến thắng quân Nguyên Mông thế kỷ thứ 13, tạo nên một trang sử hào hùng bậc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trước khi vào bài hát, cô sẽ giới thiệu những nét nổi bật của danh nhân Trần Quang Khải. Trần Quang Khải sinh năm 1241, mất năm 1294, là danh tướng thời Trần, là con thứ ba vua Trần Thái Tông và hoàng hậu Thuận Thiên, là em trai của vua Trần Thánh Tông. Thuở nhỏ, Trần Quang Khải rất chăm học, giỏi võ, làm thơ hay nên rất được vua cha yêu mến. Đặc biệt, ông được thầy truyền dạy về lịch sử anh hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải là một đại thần thanh liêm cương trực, một nhà chính trị lỗi lạc, một nhà ngoại giao xuất sắc, một võ tướng anh dũng hiểm hách. Sau đây, mời các em lắng nghe bài hát. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải lập nên chiến công diệt quân Nguyên, trên yên nghề cao tay mang đại đao lướt nhanh oai hùng, xuyên qua rừng cây băng ngang dòng sông sương khói tung mây, quân ta tròn lên giơ vang trời Nam tiến theo tướng quốc. Chỉ bao ngày đêm ra nơi Nghệ An đại chiến với quân Nguyên, thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải nguyện đêm tấm thân trần quân nguyên, vẫn chia đạo quân treo theo giặc nguyên quyết tâm thư hồn. Bao nhiêu viền binh sân cao cờ Nam tung sóng lao nhanh, trên mây nghìn muôn reo cao dền vang vô công khắp chốn. Quân nguyên tàn suy vẫn nước thật nhanh hiểm hãi đến tăng lòng, Quang Khải lập nên chiến công diệt quân Nguyên, trên yên nghĩa cao tay mang đại đao lướt nhanh oai hùng, xuyên qua rừng cây băng ngang dòng sông sương khói tung mây, quân ta trở lên reo vang trời Nam tiến theo tướng quốc. Chỉ bao ngày đêm ra nơi Nghệ An đại chiến với quân Nguyên, thượng tướng Quang Khải nguyện đêm tấm thân trần quân nguyên, phân chia đạo quân treo theo giặc nguyên quyết tâm thư hồn. Bao nhiêu viền binh dâng cao cờ Nam tung sóng lao nhanh, trên mây nghìn muôn rêu cao dần vang vô công khắp chốn. Quân nguyên tàn suy vẫn nước thật nhanh hiểm hãi đến thân lòng,
Bây giờ cô sẽ tập hát từng câu cho các em. Xin mời các em thực hiện. Mời các em lắng nghe câu 1. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải lập nên chiến công diệt quân Nguyên. Câu 2. Trên yên ngựa cao tay mang đại đao lướt nhanh oai hùng, xuyên qua rừng cây băng ngang dòng sông sương khói tung bay. Các em nghe câu thứ 3. Quân ta tràn lên siêu vang trời Nam tiến theo thương quốc. Câu thứ 4. Truy bao ngày đêm xa nơi Nghệ An, đại chiến với quân Nguyên. Bây giờ cô mời tất cả các em hát lại lời 1. Trần Quang Khải nguyện đêm tâm thân trận quân Nguyên, phân chia đạo quân chi theo giặc Nguyên, quyết tâm thư hùng bao nhiêu viện binh sang cao cờ Nam tung sóng lao nhanh trên mây nghìn muôn xeo cao rèn vang vô công khắp chốn. Quân Nguyên tăng suy vào nước thật nhanh. Bây giờ cô mời tất cả các em sẽ học câu 1 của đoạn B. Tướng Tô Đô cùng Ô Mã Nhi rút lui thật nhanh. Câu thứ 2. Câu thứ 3. Bên Trường Dương lừng vang tiếng tâm hai sư tướng quốc. Câu thứ 4. Bây giờ cô mời tất cả các em hát lại đoạn B từ câu 1 đến hết câu 4. Tướng Tô Đô cùng Ô Mã Nhi rút lui thật nhanh. Phía quân Nam tràn lên tấn công giơ gươm tung hoành. Bên Trường Dương lừng vang tiếng tăm thay dư tướng quốc. Tàn suy khắp nơi lòng ý chí quân trời Nam. Tiếp theo cô mời tất cả các em lắng nghe lời 2 của đoạn B. Trong lời 2 này, đoạn cuối cùng có khác một chút, các em lưu ý. Tìm nơi thoát thân kéo theo bài binh với Tô Đô cùng Ô Mã Nhi trốn qua sông Hồng nuôi sông Nam tràn dâng ánh dương hát vang chiến thắng đất Thăng Long cờ trong gió bay cờ nghiêng đón trần tướng quân. Câu
câu cuối cùng, chờ nghiêng đón. Trần tướng quân có khác một chút, các em hát lại. Chờ nghiêng đón Trần tướng quân. Bây giờ cô mời tất cả các em lắng nghe từ đầu đến hết bài hát. Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải lập nên chiến công diệt quân Nguyên, trên ươn nghĩa cao tay mang đại đao lướt nhanh oai hùng, xuyên qua rừng cây băng ngang dòng sông sương khói tung bay, quân ta tròn lên siêu vang cờ đam tiến theo thương quốc truy bao. Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải nguyên đêm thấm thân trần quân nguyên, vẫn chia đạo quân truy theo giặc nguyên, quyết tâm thư hùng bao nhiêu viên binh dâng cao cờ nam tung sông lao nhanh, trên mây nghìn muôn siêu cao rền vang võ công khắp chốn, quân nguyên tàn suy vẫn được thật nhanh. Lùi thật nhanh phía quân Nam tràn lên tấn công sau vương tung hoành, bên Trường Dương lặng vang tiếng tâm thái sư thương quốc, khiến quân Nguyên tàn di khắp nơi lòng uy chí quân trời Nam thoáng thoát nghe tìm nơi thoát thân kéo theo bài binh với tô đô cùng hồ mã nhi trốn qua sông Hồng, núi sông Nam tràn dâng anh dương hát vang chiến thắng. Vừa rồi các em đã hoàn thành xong bài hát Trần Quang Khải. Sau khi các em học xong, các em ghi lời bài hát vào trong vở âm nhạc. Bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.